Vô. Đâu cho nội? Đi câu cá. Mày ra đây. Ừ. Mới cắt cỏ cho ông Năm về. Sao đi câu cá mà mặc quần hiêu vậy? Đó là chuyện của tao. Mà nè, nhưng mày rớt dai đúng không? Sao mày biết? Trời ơi, chuyện đó ai mà không biết. Mà nè, có chuyện này tao biết tao cũng nên nói cho mày nghe không nữa. Có gì nói đi, úp úp mở mở hoài. Thì hôm bữa đi cắt cỏ trong Năm, cái tôi ngang qua quán cà phê á, tao thấy Tám Tàn nó ngủ cà phê với ông đạo diễn, làm như nó sinh dai ấy mày. Sao mày biết? Thì tao thấy nó ngồi nó thủ thỉ gì với ổng á. Mà tao nói thiệt, mày không tin tao hả? Tao thề, tao mà nói sai nửa lời á thì thì sao? Thì da mày trắng như hôm bữa gì đó. Thề là nghề của mày rồi. Đó giờ ai tin là thề của mày. Với lại á, tao biết Tám Tàn nó không bao giờ nịnh bợ ai đâu. Thằng bởi mày chơi nó riết á, rồi mày lúc nào mày cũng tin á. Nè, mày tin bạn cho lắm vô, bây giờ mày không tin tao đúng không? Nè, cầm tao này đi. Đây, hôm bữa có quay lại cho mày coi nè. Nè nè nè. Đây. Nó thủ thỉ cái gì đó. Tao nói kiểu này chỉ có sinh dai thôi. Hiểu sao mày không rớt? Thấy chưa? Chơi với bạn sao mà biết chọn bạn.